Kỳ lạ ngôi làng cô độc, khắp nơi đều là hình bù nhìn. Ngôi làng cô độc Nagoro ở phía nam Nhật Bản chỉ có khoảng 30 người sinh sống nhưng lại có tới hàng trăm hình nộm bù nhìn được đặt khắp nơi. Trước đây, ngôi làng Nagoro ở phía nam Nhật Bản có hàng trăm cư dân sinh sống. Tuy nhiên giờ đây, ngôi làng cô độc này chỉ còn lại khoảng vài chục người. Nagoro là một ngôi làng yên tĩnh nằm trong thung lũng Lia của tỉnh Tokushima. Trên thực tế, đây không phải là ngôi làng bù nhìn duy nhất ở xứ Phủ Tang. Làng Nagoro chỉ có khoảng 30 người sống còn số lượng hình nộm lại gấp hơn 10 lần, lên tới con số 350. Tất cả được tạo ra bởi nghệ nhân Tsukimi Ayano từ năm 2003. Bà làm thế cũng nhằm mục đích tạo không khí đông vui hơn và giảm bớt sự lạnh lẽo của ngôi làng vốn đã heo hút, neo người. Hầu hết các con bù nhìn đều mặc quần áo từng thuộc về những cư dân thân yêu của ngôi làng, tạo cho nó vẻ ngoài chân thực nhưng vẫn mang đến cảm giác rùng rợn. Những con bù nhìn này có thể được nhìn thấy đang làm việc trên cánh đồng, ở trạm xe buýt hoặc chỉ đứng bên kia đường nhìn chằm chằm vào bạn. Ngôi làng Nagoro có thể trông kỳ lạ với hầu hết mọi người, nhưng phía sau nó là một câu chuyện đáng buồn. Nơi đây từng là một ngôi làng sôi động với hàng trăm người, giờ đây lại trở thành một khu vực hoang vắng với chỉ 30 cư dân. Nhiều người dân làng rời đến các thành phố lớn để tìm việc làm, trong khi nhiều người khác thì đã qua đời. Câu chuyện về những con bù nhìn xâm chiếm ngôi làng bắt đầu vào đầu những năm 2000, khi Tsukimi Ayano trở về làng Nagoro để chăm sóc cha cô. Cô làm con bù nhìn đầu tiên của mình, nó được tạo hình theo nét giống cha cô để xua đuổi lũ quạ đang phá hoại những loại rau mà cô đang cố gắng trồng. Thời gian trôi qua, Tsukimi bắt đầu tạo ra ngày càng nhiều bù nhìn để trông giống như những người hàng xóm và bạn bè đã qua đời hoặc chuyển đi nơi khác. Những con bù nhìn này được đặt ở những vị trí quan trọng đối với họ khi họ còn ở trong làng. Cô cảm thấy rằng đây là một cách để cô tri ân dân làng và ngôi làng Nagoro một thời thịnh vượng. Tất nhiên, ngay cả khi Tsukimi khiến ngôi làng của cô trông đông đúc hơn, những con búp bê này sẽ có tuổi thọ thấp hơn những người từng sống tại Nagoro và đã chuyển đi. Những con búp bê không sống lâu như người thật, cô nói. Chúng có thể tồn tại lâu nhất là 3 năm.